Bạn có bao giờ cảm thấy mất động lực khi ôn thi IELTS hay TOEFL vì vừa khó vừa dài, lệ phí thi cao và phải di chuyển tới địa điểm thi? Đây hẳn là một bất lợi, nhất là đối với những bạn ở tỉnh lẻ, không có trung tâm tổ chức thi của IDP, BC hay IIG. Đây là một trở ngại rất lớn trong mùa dịch COVID-19. Vì thế, Duolingo English Test được ra đời để giải quyết tất cả những vấn đề trên. Vậy, Duolingo English Test là gì? Đây là một bài thi tiếng Anh quốc tế nhằm đánh giá cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và chỉ thi bằng hình thức online tại nhà. Tin vui là từ tháng 3 2020, Duolingo English Test bắt đầu được công nhận rộng rãi trên thế giới và có thể thay thế cho các chứng chỉ quốc tế khác như IELTS, TOEFL, IBT để nộp hồ sơ du học cho tất cả các bậc học. Duolingo English Test được chấp nhận ở đâu? Đến tháng 3 2020, bài test này được chấp nhận ở hơn 1.000 tổ chức trên thế giới với gần 600 trường ở Mỹ, hơn 70 trường ở Canada, một số trường ở Úc hay một số trường ở châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ireland, v.v. và các trường ở châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Và trong tương lai, số lượng các trường và các chương trình học chấp nhận bài test này còn tăng nhiều hơn nữa. Các bạn có thể tra các trường mà các bạn quan tâm có chấp nhận bài test này hay không ở link phía dưới nhé. Duolingo English Test có lợi thế gì hơn so với IELTS? Thứ nhất, địa điểm thi. Bạn có thể làm bài test ở bất cứ đâu, chỉ cần bạn có máy tính, có webcam và kết nối Internet. Thứ hai, lệ phí thi hợp lý, chỉ 49 đô một bài thi. Thứ ba, thời gian thi, tất cả các kỹ năng chỉ thi trong 45 phút và 15 phút làm phỏng vấn, và bạn có thể thi bất cứ lúc nào trong vòng 90 ngày kể từ sau khi thanh toán, còn IELTS tổng 4 kỹ năng là hơn 3 tiếng. Thứ tư, thủ tục thi rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị máy tính và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu có sẵn bên mình. Thứ năm, kết quả thi, bạn có thể nhận được trong vòng 2 ngày qua email bạn đã đăng ký. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tháng 5 2020, sau dịch Covid-19, nên các bạn phải chờ thêm 3 ngày nữa để nhận kết quả. Còn sau dịch, số ngày chờ kết quả có thay đổi hay không, Mega Language sẽ thường xuyên cập nhật cho các bạn. Thứ 6, hai bài thi đều có hiệu lực trong vòng 2 năm. Thứ 7, số lần thi. Với Duolingo English Test, bạn chỉ được phép thi 2 lần một tháng. Lần thứ 2 được thi sau khi lần 1 có kết quả. Thứ 8, trang thiết bị cho bài test này tùy thuộc vào micro máy tính và tốc độ đường truyền Internet của bạn. Thứ 9, thứ tự các kỹ năng của bài test này được đảo trật tự và các câu hỏi đều được bấm giờ. Nên hãy chuẩn bị kiến thức cũng như luyện đề thật tốt trước khi đi thi để tránh bỡ ngỡ. Thứ 10, về độ khó, listening thí sinh có thể nghe đi nghe lại tối đa 3 lần, có bài nghe không giới hạn số lần nghe và không có bài nghe phức tạp, dài, nhiều loại giọng như IELTS. Reading ngắn hơn IELTS rất nhiều. Speaking và writing khá tương tự với IELTS nhưng ngắn hơn. Thứ 11, đối với những bạn đi du học, khi muốn gửi điểm về trường các bạn đang apply, tổ chức thi của Duolingo sẽ gửi kết quả miễn phí sang trường cho bạn và không giới hạn số lần gửi. Duolingo English Test có những dạng câu hỏi nào? Vì phần này khá dài nên Mega Language sẽ là một video khác hướng dẫn chi tiết từng dạng câu hỏi cũng như yêu cầu của từng bài và kỹ năng cần có cho mỗi câu hỏi, nên các bạn đừng quên đăng ký kênh để không bị bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Chắc hẳn các bạn đang cảm thấy hào hứng về bài thi này và có lẽ đang nóng lòng về những quy định trong bài thi. Mega Language xin được bật mí luôn. Những điều bạn cần chuẩn bị trước khi đi thi là hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân. Bằng lái xe sẽ không được chấp nhận ở Việt Nam. Không gian yên tĩnh đủ ánh sáng. Máy tính có micro, loa, webcam và internet. Tóc gọn gàng để lộ hai tai. Những điều bạn không được phép làm là không thiết bị tai nghe, không kính râm, không nhìn sang hướng khác, không tài liệu, thiết bị di động, không người hỗ trợ, không nháp,
không được rời khỏi màn hình cho đến khi làm bài xong. Xin nhắc lại là bạn cần thực hiện nghiêm túc những nội quy trên. Nếu làm trái, bài thi của bạn sẽ bị vô hiệu hóa và đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất 49 đô. Điều quan trọng nhất là các bạn cần hành trang cho mình một kiến thức đầy đủ để đạt được mục tiêu của mình. Hiện tại Mega Language cũng cung cấp các khóa học online, offline cho tất cả các bạn đang có nhu cầu luyện thi bài test này. Các khóa học khác, bạn vui lòng xem phần mô tả nhé. Tạm biệt và đừng quên subscribe kênh để không bị bỏ lỡ các video mới nhất nhé.